cho tất cả anh em cùng quý khán giả nhé. Đây là viên gạch đá này anh em. À, đá trên cống này cát rất là cứng. Thì hôm nay mình chia sẻ với tất cả anh em cách các viên gạch đó bằng máy mài cầm tay được dễ dàng. Đầu tiên thì mình kê phía sau viên gạch cao hơn đầu trước viên gạch một tí. Rồi tiếp theo mình dùng ma cát xẻ một đường rãnh để cho nó tráp mạch mang trên, không cắt đứt hết viên gạch. Rồi em thấy cát ban đầu không có nước này, bụi bay đó là này. Rồi em thấy có một cái rãnh gọi là cận cận trên mặt viên gạch. Rồi bây giờ mình dùng nước chế vào cái rãnh này. Rồi chế nước lên cái rãnh xong thì nước nó sẽ đọng trên cái đường rãnh đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiến hành cát, thì cái lượng nước một lượng nước nó nằm trong cái rãnh đó nó sẽ làm mát cho cái lưỡi cát, tạo lên cái đường cát gạch được mềm hơn. Anh em thấy mình bây giờ cát do là nó ít bụi lạ, mà những cái bài lên là nó một sương của nước trong cái đường rãnh của gạch mình đã xẻ trước nãy. Anh em để ý trong đoạn video, cái đoạn cát gần tới góc của góc cát của viên gạch, lượng nước nó vẫn còn nó tạt qua phía bên kia. Anh em cảm thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.